và Băng Băng đầu bù tóc rối vẫn đẹp nức nở, tích cực tẩy trắng để quay lại showbiz. Mới đây, Phạm Băng Băng đã có hoạt động thiện nguyện tại Tân Cương, Trung Quốc. Nữ diễn viên đến thăm các cụ già neo đơn, trò chuyện và tặng quà cho họ. Hành động của nữ hoàng thị phi nhanh chóng gây chú ý với phóng viên báo chí và cư dân mạng. Được biết, Phạm Băng Băng duy trì hoạt động này đã vài năm nay. Chia sẻ trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng kêu gọi tất cả mọi người nghe người già kể những câu chuyện quá khứ, tôi mong có thể mang lại cho họ chút ấm áp. Hãy bớt chút thời gian, quan tâm nhiều hơn và đồng hành cùng chúng tôi. Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn đến thăm một số trường học và tham gia hoạt động cùng bọn trẻ. Cô vừa đọc sách vừa vui chơi cùng các bé. Hành động đẹp của cô nhận được nhiều lời tán tụng từ phía khán giả và người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện là vì cô muốn chuộc lỗi. Nữ hoàng thị phi muốn nhận được sự tha thứ từ khán giả sau ồn ào trốn thuế, bị nhiều người tẩy chay. Vài năm nay, cô luôn chăm chỉ làm điều này, dù vẫn chưa thể trở lại showbiz và thậm chí bị gắn mác nghệ sĩ ô danh của showbiz. Không chỉ được khen ngợi vì hành động đẹp, Phạm Băng Băng còn khiến không ít người giật mình vì ăn mặc khá đơn giản. Không cầu kỳ như xuất hiện trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng thậm chí còn đầu bù tóc rối tới thăm những người già. Dù không ăn diện nhưng có thể khẳng định nàng Võ Mị Nương vẫn nổi bật với làn da trắng bật tông. Cô cũng gây ấn tượng vì sự gần gũi thân thiện. Nụ cười rạng rỡ của Phạm Băng Băng bên những cụ già hay các em nhỏ chiếm được tình cảm của khán giả. Từ sau khi vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và phải đền bù hơn 100 triệu đô la Mỹ, hơn 2.000 tỷ đồng, sự nghiệp của Phạm Băng Băng bắt đầu bị gián đoạn. Cô nhiều lần nỗ lực lấy lại hình ảnh và mong được tha thứ. Thời gian gần đây, nữ diễn viên được khen ngợi nhiều hơn, có vẻ như những nỗ lực của cô đã được đền đáp sau một thời gian dài nỗ lực lấy lại cảm tình của khán giả. Cách đây không lâu, trang 163 đưa tin, bộ phim đề tài Điệp Viên 35 năm có sự tham gia của Jessica Chastain, Phạm Băng Băng, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o tung trailer giới thiệu và xác định ngày công chiếu là ngày 7 tháng 1 năm 2022. Ngoài trừ những khán giả mong chờ sự trở lại của Phạm Băng Băng, một số người đánh giá sự xuất hiện của cô trong trailer mờ nhạt, chưa có nhiều cảnh đặc sắc. Theo 163, Phạm Băng Băng xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng không tạo được ấn tượng sâu sắc. Trong đó có cảnh sử dụng công nghệ ghép mặt Phạm Băng Băng vào diễn viên đóng thế khá rõ. Nữ diễn viên họ Phạm có ngoại hình cao ráo, gợi cảm nữ tính. Trong khi đó, người đóng thế Lộc Ninh có thân hình săn chắc, rắn rỏi hơn. Bộ phim 35 năm được quay từ năm 2019 tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên khi đó, Phạm Băng Băng không thể đáp chuyến bay ra nước ngoài, nhập đoàn phim. Do đó, nhà sản xuất sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt trong các cảnh quay chung. Scandal trốn thuế cũng ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát hành của 35 năm. Theo 163, hiện tại phim mới xác định thời gian công chiếu tại Bắc Mỹ. Trước khi xảy ra scandal trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm, đoàn làm phim muốn dựa vào sự nổi tiếng của Phạm Băng Băng để gây chú ý, đồng thời có lợi về doanh thu sau khi công chiếu tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại, các cơ quan quản lý nghệ thuật của Trung Quốc không cho phép tác phẩm của những nghệ sĩ vướng bê bối pháp luật được trình chiếu. Do đó, 35 năm khó có cơ hội ra rạp tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Nếu muốn được cấp phép, đoàn phim phải cắt tất cả các cảnh quay của Phạm Băng Băng. Theo 163, bộ phim 35 năm là sự trở lại của Phạm Băng Băng sau 3 năm lao đao vì scandal. Vì bê bối trốn thuế, đến nay tại Trung Quốc, không có đạo diễn, nhà sản xuất nào can đảm dám làm việc với nữ hoàng thảm đỏ một thời. Phạm Băng Băng chỉ có thể chuyển hướng hoạt động tại thị trường quốc tế. Nếu dự án 35 năm thành công, đây sẽ là cơ hội giúp đội diễn viên lấy lại phần nào danh tiếng. 35 năm là dự án phim nói về cuộc sống của những nữ điệp viên đến từ 5 nước khác nhau cùng hoạt động tại Mỹ. Họ phải đoàn kết để ngăn chặn một tổ chức toàn cầu buôn vũ khí. Tuy nhiên, giữa họ luôn tồn tại sự khác biệt về văn hóa chính trị, dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu. Bộ phim do nữ diễn viên Jessica Chastain lên ý tưởng khi quay X-Men, vì vậy cô đã mời đạo diễn Simon Gobel tham gia. Jessica Chastain cũng là người ngỏ lời mời Phạm Băng Băng. Năm 2018, Phạm Băng Băng có mặt tại liên hoan phim Cannes để kêu gọi nhà đầu tư cho dự án 35 năm bên cạnh dàn sao quyền lực. Trong khi Phạm Băng Băng sự nghiệp lận đận thì em trai kém 19 tuổi của cô Phạm Thừa Thừa lại đang có sự nghiệp khởi sắc. Anh là một trong những ca sĩ thần tượng được khán giả chú ý, sở hữu ngoại hình điển trai, tài năng ca hát, thiên phú. Sao Nam sinh năm 2000 sở hữu một lượng fan hùng hậu và được nhiều nhãn hàng săn đón. Ngoài ra anh còn là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn trong nước và quốc tế. Với tính cách mặn mòi, Phạm Thừa Thừa dần dần thoát khỏi cái mác em trai Phạm Băng Băng để trở thành vựa muối của nhiều show truyền hình như Người Hợp Tác Trào Lưu, Tôi Muốn Sống Thế Này, Thanh Xuân Du Hoàng Ký. Ngoài ra, Phạm Thừa Thừa còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai chính đầu tay trong phim truyền hình Linh Vực, đóng cùng đàn chị Trình Tiêu. Mới đây, Nam Thần 10X vừa hoàn thành xong tác phẩm đa mỹ Vai Trái Có Cậu, hợp tác cùng Vương Anh Vũ và đang chờ ngày công chiếu. Mặc dù so với thời điểm ra mắt cùng nhóm nhạc Ninh Percent, danh tiếng của Phạm Thừa Thừa bị ảnh hưởng ít nhiều từ scandal của chị gái, nhưng với tài năng của mình, anh dần khẳng định tên tuổi trong showbiz.